Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ trao giải báo chí năm 2021 và phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022. Tham dự lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, các đồng chí trong Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Hội Nhà báo Việt Nam. Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2012 nhằm động viên khen thưởng những tác giả tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bình Phước đoạt giải khuyến khích giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông. Năm 2021, ban tổ chức đã nhận được 517 tác phẩm của các phóng viên nhà báo trên toàn quốc dự thi. Đã có hàng trăm bài viết nêu ra những giải pháp đóng góp hiệu quả thiết thực để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải. Biểu dương nêu gương các tập thể cá nhân trong công tác cứu hộ cứu nạn, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người không may bị tai nạn giao thông. Kết quả, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã trao 32 giải thưởng cá nhân cho các tác phẩm báo in và báo điện tử, bao gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Vâng, thưa quý vị, rất là vinh dự vì tỉnh Bình Phước có một tác giả dự thi và đạt giải khuyến khích. Đó chính là tác giả Phạm Quang Minh, phụ trách chuyên mục giao thông an toàn của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Anh tham gia thể loại báo in với tác phẩm Người canh đêm, phản ánh về những nguy hiểm tại cầu 38 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng và tấm lòng nhân đạo của một gia đình sống tại đây, chuyên cứu giúp người bị nạn hơn 30 năm qua. Vâng, xin được chúc mừng tác giả Phạm Quang Minh. Nhất là dịp này chúng ta đang kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thưa quý vị, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết trong tuần qua, hệ thống camera phạt nguội đã phát hiện 374 phương tiện các loại vi phạm luật giao thông đường bộ, giúp ngành chức năng kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.